Xin chào các bạn nha. Đây là chai silicone. Mình mới phát hiện một cái tính năng rất là hay. Thì chia sẻ cho các bạn tham khảo nha. Thì các bạn biết đó, silicone nó có độ dẻo dai rất là cao, tuổi thọ rất là cao, và nó mức chịu nhiệt nó rất là tốt luôn. Từ âm 40 độ C lên tới 150 độ C. Và nó có khả năng là chống thấm nước cực kỳ tuyệt vời luôn. Bây giờ mình chia sẻ với bạn một cái cách để ứng dụng cái silicone này nha. Không phải dùng để gắn hoặc này kia đâu các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cắt cái phần này ra đây. Cái này mình nghĩ nó sẽ rất là tuyệt vời để chia sẻ với các bạn nha. Mình sẽ lấy một ít silicone nha. Silicone thì có nhiều màu lắm, màu trắng, màu đen, màu đục, sữa này kia. Mình sẽ lấy một ít đây để làm mẫu cho các bạn thôi. Rồi, một ít silicone này. Bây giờ các bạn sẽ dùng cái xăng thơm các bạn. Xăng thơm nha. Mình sẽ cho vào đây. Xăng thơm nó sẽ làm tan chảy silicone. Rồi, từng này thôi, ok rồi. Bây giờ các bạn sẽ đánh cho cái silicone này nó tan đi nhá. Đó, chỉ khó đánh một xíu thì sẽ tan, hòa tan trong cái xăng thơm này luôn các bạn. Đây là mình dùng cái keo silicone màu trắng sữa để cho các bạn dễ thấy hơn. Còn cái màu trong á, nó khó thấy hơn cho nên mình không có làm nha. Còn silicone thì loại nào cũng được các bạn. Đây, các bạn đánh thì nó sẽ tan ra thế này nha. Đấy, mình đánh một lát đó thì cái silicone nó tan hoàn toàn luôn. Khi nào nó tan hoàn toàn được á, là mình sẽ dùng được nhé các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ quét một nửa lên tấm gỗ để cho các bạn dễ phân biệt nha. Đây, một nửa lên tấm gỗ này. Cái này nó bám dính cực kỳ tốt luôn. Và nó cũng khá là nhanh khô. Ha. Đấy. Cái này mình có thể bỏ vô bếp phun này, phun lên tường. Rồi, đây là test lên tấm gỗ nha. Rồi mình sẽ test lên bức tường để các bạn tham khảo luôn nha. Rồi, bây giờ bức tường đây nha. Mình sẽ quét một ít lên tường. Nó thấm rất là tốt nè. Đúng ra mình sẽ dùng cái rulo để lăn thì nó sẽ bám dính tốt hơn. Nhưng luôn tiện mình có cái cỏ đây thì mình sẽ quét vào đây để cho nó tiện. Nó hút rất là ghê các bạn. Cái này các bạn có thể áp dụng để những nhà nào mà bị thấm dột các bạn. Có thể dùng cái này nha, để quét lên, chống thấm cho tường. Các bạn dùng rulo để lăn lên tường thì nó sẽ tốt hơn nha. Tốt hơn rất nhiều so với dùng cỏ quét này. Quét này là mình để làm mẫu thôi. Và các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn quét thế này thì không có lăn sơn được nữa đó. Sơn nó sẽ không có bám dính đâu. Để mình đánh dấu khu vực mình quét chống thấm nha. Để khỏi lần lộn, tại vì khô rồi nó sẽ mất cái màu đi. Đây là khu mình quét chống thấm nè. Đây các bạn thấy sau 3 tiếng thì nó đã khô. Thì cái bề mặt mà đã quét chống thấm nó gần như không có khác bao nhiêu nha. Thì mình có thể kết hợp giữa chống thấm với màu luôn. Bây giờ mình sẽ test nước lên các bạn xem nha. Đây, bên này là đã quét chống thấm nè, bên này không nè. Rồi sẽ đổ nước lên nha. Đấy, các bạn thấy nha, thấy chưa? Đấy, bên mà không có quét chống thấm thì nó thấm nước vào. Còn bên đã quét chống thấm này. Đó, nó tách tuyệt vời luôn. Thấy chưa? Rất hiệu quả nha. Đây, nước nó sẽ đóng li ti trên này. Và cái tường nó hoàn toàn khô ráo luôn. Quá hay đúng không các bạn? Quá tuyệt vời. Cái này mình áp dụng để chống thấm tường cực kỳ hay nha. Còn không chống thấm này, mưa cái là nó sẽ thấm tường thế này. Và lâu dần nó sẽ làm hư tường nha. Còn có này bảo vệ rất là tốt. Còn đây là tấm gỗ mình đã làm lúc này này. Bên này có chống thấm nhá. Bên này không chống thấm này. Thì mình sẽ test nước lên các bạn thấy luôn, trực tiếp luôn. Đây. Bên có chống thấm thì nước nó trôi đi liền ha. Còn bên không có chống thấm thì nước nó thấm vô gỗ liền các bạn. Đây, nó cắt một đường rõ ràng luôn này. Đây. Đây các bạn thấy không? Đó, khác biệt hoàn toàn chưa? Rất tuyệt vời nha. Mình thấy cái này nó quá hay luôn. Và nó có thể giúp ích cho rất nhiều người. Cho nên chia sẻ à. Đấy. Không có một giọt nước nào dặn bám vào đây. Thì với cách này nó sẽ bảo vệ gỗ rất là tốt. Cũng như là chống thấm tường rất là tốt nha. Chia sẻ với bạn tham khảo nha. Hy vọng các bạn chia sẻ cho mọi người. Để mọi người cùng biết và ứng dụng nha các bạn. Chào các bạn nha.